xong rồi. Ủa, lúc mà hiệu rừng úi dữ. Cái tháng này mà đợi lúc trời nắng thì khó lắm. Anh em xin chào cô chú anh chị. Sáng nay trời lại mưa. Anh em đội áo mưa đi vào cái con suối này để đánh bẫy chim dĩa cả nhà. Cái mùa này thì mùa chim di cư mà. Vừa đánh bẫy vừa vào rừng để tìm cây dược liệu luôn. Nó nằm phía bên trường rừng kia này. Chúng này anh em sẽ tìm cây sâm xuyên đá và một ít 600 phân nếu mà có, để gửi cho các anh các chú đã đặt hàng. Cũng sắp Tết nên các anh các chú cũng hay đặt hàng để ngâm rượu. Mồi thì dùng bằng con dế này. Mùa này nó có dưa men rồi. Con dế này các loài chim rừng nó rất là thích luôn. Hôm qua anh em đào được 10 con. Dưới này vi von giống như một con tôm đất đấy. Mình rút cái ruột nó ra, rang cái hạt đậu phộng cho nó thơm lên, mình nhét vào, sau đó chiên xù lên nha. Món này bén lắm á. Vào về. Mặt quá. Có rồi hả? Đây con được ly rồi vậy. Móc mang vô. Chim mối là chắc nha. Trời ơi. Bẫy này là một cây loại bẫy truyền thống. Nó dính được các loại chim rừng luôn. Gà, chim cuốc, chim dĩ, các loại chim nhỏ. Đôi khi nó vẫn dính trồn nha cả nhà. Các loại trồn như là trồn đèn này, trồn ngọn bông á, mướp đất đồ á, nó hay ăn côn trùng này. Lúc mà dính thì trồn nó sẽ bị quấn vào những gốc cây á, không có thớ nên nó sẽ không phá bẫy được. Sáng nay hồng đồ sen hơi yếu vậy á. Sao không đi? Một bẫy đầu tiên nha cả nhà. Cứ trên cái quãng đường đi tìm cây dược liệu và gặp cái địa thế nào đẹp thì anh em sẽ đặt bẫy. Trời mưa. Đi trơn trượt cũng nguy hiểm. Một loài quả rừng giống y như là cái trái vải luôn cả nhà. Mình ngửi vào có vị thơm, cảm nhận được nó ngọt ngọt á. Trái này bị dập rồi. Đây bắt gặp được một cây 600 phân rồi cả nhà. Mình sẽ lái từ cái đoạn này nè trở xuống là phần cũ của nó. Nó nằm trong vách đá này, lát em đào ra. Cây này cũng nhỏ xíu à. Gai lắm, cái loại gai này nó quéo ngược lại á. Nhiều lúc mình đâm phải nó nhức lắm nha cả nhà. Có, luôn đây. Đất mềm này, con nó sức uống. Úi, mạnh lên. Ôi, tao góc luôn mà. Cái rễ nó thơm lắm nha cả nhà.
nằm đặt cát thì nó cũng sạch. Lát nữa gặp cây nào to to em quay cho cả nhà mình xem. Phía dưới này là một con suối. Người ta cũng khai thác nhiều lắm rồi, nên những cái vị trí mà nó bên vách đá bờ suối này nó còn sót lại luôn cả nhà. Em mới là gặp được một cái lùm to luôn, đã đời luôn cả nhà. Lên nhánh từ từ này xuống này. Xuống này. Cốt nó này. Lùm này phải nói là nó già luôn. Già mà nó rụt luôn rồi nha. Ôi. Nó to bằng một nắm tay em này. Nó lên nhánh. Một lùm luôn. Ngày này có một cái rễ to này. Cái bẫy này nó rất là nhạy, cũng dễ gài thôi cả nhà. Mỗi trụ bẫy như thế này mình gài khoảng tầm trong vòng 3 phút là xong. Con chim nó ăn xuống nó sẽ bật và dòng nó sẽ rút lên. Con kỳ nhông. Con này nó ngụy trang tốt lắm cả nhà. Nó đổi màu nha. Cả nhà để ý này, màu sắc nó đổi dần. Một nhánh lan rừng. Lan này có tí xíu nhưng mà ra hoa cũng nhìn cũng đẹp cả nhà ha. Quả đụng đỉnh chín này cả nhà. Các anh nào bị bệnh gút á, ngoài việc sử dụng dây gấm thì mình có thể mình dùng cây quả đụng đỉnh này nè để mình ngâm rượu uống nha. Quả đụng đỉnh chín này ngâm rượu uống cũng hỗ trợ bệnh gút rất là tốt. Phía trước là con rắn cả nhà, nó vàng giống như sợi dây điện luôn ấy. Thôi ạ, vàng ươm. Mấy con rắn mà màu sắc đẹp á, thường thường là có độc á, tránh càng xa càng tốt. Mưa gió là làm cuốn bánh tráng như thế này tiền à. Bọc lá chuối lại cho bánh tráng nó khỏi bị dai rồi nha. Mời cả nhà ăn trưa nha. Ăn xong thì xíu mấy anh em quay lại thăm một ít bẫy rồi đi về nhà. Tháng này đi khoảng tầm 1-2 giờ chiều là về là vừa. Chứ đi lâu thì khoảng 3-4 giờ là trời đổ mưa to lắm. Mình đi xe máy lên dốc không có được. Có thể ớt cánh ngựa ngon.
Ăn cơm xong quay lại thăm mấy cái bãi mà nó không bật uống cả nhà. Đầu mùa chim nó cũng ít, rất nhảy luôn. Thôi mình chọc cho nó bật luôn, không khéo mai mưa không quay lại nơi này lỡ nó dính nó chết uổng lắm. Khuyên mãi cho con nào đến trước. Trổ đầu tiên tuốt à, tụi em gài cả 4 trổ à. Của em là thăm 2 trổ phía dưới kia, em lên trên này em thăm 2 trổ. Thôi thất bại à, gài 5 trổ 7 bật hụt 2 trổ. Mình cũng không biết là con chim gì, nhiều lúc những con chim nhỏ nó ăn thì hay hụt lắm. Rồi anh em quát một ít xăm rồi bên qua cái xuống này lên xe máy về nhà luôn. Vừa đến nhà thì trời nó bắt đầu mưa lắc cắt luôn cả nhà. Đây, đây là cái phần xăm xuyên đá. Xăm xuyên đá này, phần này thì tụi em chưa có rửa. Còn cái phần này là cây sáo tam phân, cũng chưa có rửa. Lát nữa mình sẽ bật áp suất, rửa sạch rồi để ráo nước. Còn cái phần này là phần sáo tam phân đã hôm trước đào ạ, phơi khô rồi cả nha. Cái phần này là phơi khô, rất là thơm rồi. Sẵn dọc cái đoạn đường đi về, tụi em có gặp được một cái cây quả rừng. Nhưng mà chim lọc rách nó ăn cũng nhiều ạ. Tụi em tém được ít con này, về làm sạch sẽ rồi. Chiều tối nướng hoặc là mình làm súp cà hoặc là kho mắm thơm. Vừa đi làm may mắn có một tí mồi mang về là tuyệt vời rồi. Mưa lấy bay, tối về có ít con chim nướng cho mấy đứa nhỏ ăn, ngồi bếp lửa dày cũng vui, có không khí gia đình cả nhà. Quê em vào mùa mưa thì nó mưa dầm luôn, mưa tối mưa sáng mưa không to nhưng mà nó mưa suốt ngày suốt đêm. Đưa ghép mấy miếng chín ghép ra cho. Thơm em. Quá thơm luôn. Mở không mà. Đây, cơ ở giữa lại. Đây thơm tới nhà hàng xóm luôn rồi nha. Này chim về nhà thì tốt nhất là mình nên mổ đi. Mổ mình rửa sạch, mình ướp gia vị sơ sơ rồi mình nướng. Làm chén nước chấm thật là ngon nữa. Đi bơi luôn. Lát lấy chút muối luôn. Tối trời mưa, hai vợ chồng mấy đứa nhỏ làm vài lon ăn thịt chim. Mỡ nhiều là nóng nó nhanh chín lắm. Chim mà mình không nướng chín quá là nó khô. Rồi. Xem không? Một dĩa mồi đó. Đang nè. Tiếp tục mình lên cái lứa thứ hai. Ôi trời, đang mưa to luôn cả nhà. Anh ơi chứ em trên rừng. Thịt chim này anh hoài mà. Anh nóng anh nó mới giòn. Cháu mới ớt vô. Nó mình vô không thơm. Ngon. Quá ngon, thơm không? Ngon. Thôi, nói nữa. Ngon. Đây. Ngon Út. Ngon thật không? Hai. Ngon lại. Ngon thật lại. Chị hai ngon, chị hai. Ngon. Chị cá ngon không? Quá ngon không? Đâu cho con gì bằng nó. Anh đây nó giòn, được thịt này nó giòn, nó thơm phải không?
Em mời cũng xin phép mời cả nhà miếng này. Cũng đơn giản này, chia sẻ quay quần bên gia đình nhỏ ngày mưa hết một ngày làm. Em cũng xin dừng clip tại đây luôn ạ. Em chào chúc sức khỏe cả nhà. Con chào cô chú cả nhà con. Chào chú cả nhà. Rồi, giỏi. Đang ngay.